chữ quốc ngữ là hồn trong nước, phải đem ra tỉnh trước dân ta. Chữ quốc ngữ không chỉ là ngôn ngữ chính thức của Việt Nam, mà còn góp phần thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc. Quá trình hình thành phát triển của chữ quốc ngữ ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng Á hậu Kiều Loan tìm câu trả lời trong chương trình Việt Nam Mến Yêu, phát sóng vào lúc 19h50 thứ Bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.